kính chào quý thầy cô cùng các bạn học sinh. Em tên là Phạm Hồng Linh, học sinh lớp 5-3 trường tiểu học Nguyễn Hiền. Đến với cuộc thi sáng tạo video clip về sách chủ đề Khơi nguồn tri thức, ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn quyển sách rất hay và ý nghĩa, đó chính là quyển sách 500 câu chuyện đạo đức lòng hiếu thảo. Trong thời gian dịch bệnh phức tạp vừa qua, em sau giờ học trực tuyến cùng cô giáo, em không thể tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời được, nên em chỉ ở nhà học bài và đọc sách thôi. Bởi trong những quyển sách đã đọc khiến em vô cùng thích thú và để lại nhiều cảm xúc trong em, đó chính là quyển 500 câu chuyện đạo đức lòng hiếu thảo của tác giả Nguyễn Hạnh và Trần Thị Thanh Nguyên, do nhà xuất bản Trẻ phát hành vào năm 2019, gồm 105 trang, cổ sách 18.5cm. Quyển sách 500 câu chuyện đạo đức lòng hiếu thảo là tập hợp các câu chuyện về lòng hiếu thảo của con cái đối với ông bà, cha mẹ, giúp mọi người suy ngẫm hiểu được tấm lòng bao la của cha mẹ, từ đó thêm trân trọng những gì mình đang có và yêu thương cha mẹ của mình nhiều hơn. Quyển sách gồm 13 câu chuyện ngắn được xây dựng gần gũi, đa dạng, mang đến nhiều bài học ý nghĩa và sâu sắc, giúp mỗi người nhìn nhận lại đạo đức của bản thân. Song phải có lòng hiếu thảo, biển đông có lúc vơi đầy, chứ lòng cha mẹ giúp đời tràn dâng. Mở đầu cuốn sách là câu chuyện cuộc đời của mẹ, hình ảnh người mẹ hiện lên trong ký ức của bạn nhỏ, ngày còn thơ bé, nỗi vất vả của mẹ với chiếc áo sờn vai. Tiếp đến 12 câu chuyện còn lại, mỗi một câu chuyện đều hàm chứa những bài học quý giá, một chút suy tư, một chút hối lỗi và niềm tự hào khi còn được ba mẹ sống bên mình. Đọc xong những trang sách còn động lại trong chúng ta rất nhiều cảm xúc. Hy vọng những tấm gương hiếu thảo trong quyển sách này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về biểu hiện của lòng hiếu thảo và có được lối sống nghĩa tình, hòa hợp với mọi người xung quanh. Từ đó chúng ta sẽ tìm kiếm được hạnh phúc trong cuộc sống tươi đẹp này. Hãy nói yêu thương ông bà, cha mẹ khi họ còn có thể được nghe điều này. Còn rất nhiều điều hay trong từng trang sách. Chúng ta hãy cùng nhau tích lũy, trao đổi thêm kiến thức cho bản thân thông qua việc đọc sách nhé. Kết thúc phần thi, em xin được gửi đến quý thầy cô cùng các bạn lời chúc sức khỏe. Mong rằng cuộc thi sáng tạo video clip về sách chủ đề Khơi nguồn tri thức sẽ nhận được nhiều bài giới thiệu thật hay và ý nghĩa. Kính chúc chương trình được thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn.